Tôi vừa nghĩ ra một cách. Chắc chắn áp dụng cách này, người phụ nữ đó phải ói hết tiền cho tôi. Nhưng mà vụ này á, tôi phải nhờ hai ông giúp đỡ tôi nha. Được, để bọn tôi giúp. Ông cần gì cứ nói với tôi. Cảm ơn bạn tốt. Hứa đi. Hứa? Mà này, cách nào? Ông cũng phải hứa với tôi đó. Hứa đi. Cụ thể là như thế nào? Người đàn bà xấu xa đó đã cố tình tới công ty để phá hoại. Cho nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ dùng cách giang hồ để đáp trả lại. Ép người phụ nữ đó phải ký xác nhận đã nợ tôi. Còn nếu không chịu ký hả, tôi sẽ kề dao vào cổ, chắc chắn phải ói tiền lại cho tôi thôi. Bố nhắn đấy. Hay là bố biết hết mọi chuyện rồi à? Cũng chỉ tại em đấy, chuyện bé cứ xé ra to. Mà hôm nay em đi làm hay là đi tiệc đấy? Bố biết rồi thì anh ở lại nói chuyện với bố đi. Em không đối co với anh đâu. À, Minh Sang giờ đấy hả? Bố ạ. Lệ này, hôm nay cho bố mượn xe máy, bố đi có chút việc nhá. À, dạ. Thế hai đứa chở nhau đi làm đi. Xin chào mừng quý phụ huynh đã tham gia buổi họp hội phụ huynh của lớp ta nói riêng và của trường Diamond nói chung. Và như những buổi họp phụ huynh khác thì cô xin trân trọng giới thiệu sự điều hành của trường hội phụ huynh, chị Nguyễn Mai Ngọc ạ. Cảm ơn cô giáo chủ nhiệm ạ. Xin chào các quý phụ huynh.